Ơi, tại sao khi em chuyển số clip nó cứ kêu xoẹt 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 và làm thế nào để chỉnh cái tiếng kêu đó? Nó bị làm sao vậy anh? Ok, cái này rất là đơn giản, mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh cái đồi củ đề clip để cho nó khỏi kêu trong quá trình sử dụng nhá. Trong quá trình sử dụng thì lúc đầu thì rất là nhiều bạn sử dụng xe thì lúc đầu là sử dụng lên số xuống số rất là ok. Như trong một thời gian sử dụng, có thể trong thời gian sử dụng nó sẽ như này này. Đó, nó sẽ bị kiểu như này. Đấy, lúc nó nhảy lít, nhảy lên, nhảy xuống. Khi mà lên số ấy, nó nhảy lên nhảy xuống rất là loạn như này, mà không đều và nó xoẹt xoẹt xoẹt. Thì cái này nó lý do chính của nó thì là do cái dây đề nó, một là bị trùng quá. Thực ra trong quá trình sử dụng thường nó bị trùng chứ không có quăng quá. Thì cái đây rất là đơn giản, mình sẽ chỉnh cho các bạn vài cách sau đây. Đầu tiên, chúng ta nên chuẩn bị một là cái bộ lục giác, có nhiều loại đề là sử dụng bằng lục giác, ốc lục giác này thì chúng ta sử dụng lục giác, hoặc là một số loại đề đời cổ thì nó sẽ vặn ốc thì chúng ta cần một cái mỏ led. Đối với tay đề lip thì là nó ở bên phải, thường bên phải thì chúng ta kiểm tra đây cái lún vặn, bao giờ tay đề lip nào nó cũng có cái lún vặn này. Thường thì chúng ta sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ, như trong trường hợp này cái đề này nó bị vặn nhiều quá rồi này, là dây mà vẫn bị nhảy đây, là cái dây nó đã bị quá trùng rồi. Thì vừa chúng ta vặn ngược như này để ngược chiều đồng hồ này để dây đề nó căng, vặn vài vòng nó là sẽ vừa đạp vừa quay, nếu nó hết thì ok, nếu mà vặn ra nhiều như này mà vẫn không hết thì chúng ta sẽ làm lại và chúng ta lên vặn nó vào quay trở lại hết, gần hết đi, quay gần hết nhé, đừng có quay hết để khi chúng ta chỉnh dây căng quá chúng ta có thể vặn tuyến vặn xuôi được. Đây, cho nó vào gần hết nhá. Chúng ta lên tháo cái ốc đè cái dây đề này ra nhé các anh chị nhá. Đấy, tháo cái ốc đè dây đề này ra và nhả hết số, nhả hết số. Chúng ta nhả số vừa lấy tay rút dây đề này, nhả số và rút rút dây đề này nhé các anh chị nhé. Đó, rút vừa nhả cho rút hết cái dây đề và cho xích nó xuống tầng cuối cùng. Thì đối với xe đang sử dụng trước nhảy ok sau nhảy không ok thì chủ yếu là do dây đề trùng, chứ các con ốc này chúng ta không cần đụng đến. Thì chúng ta có này, hơi kéo kéo thật căng, nhả dây đề xong, sau khi nhả lấy tay này kìm kéo thật căng cái dây đề này và siết chặt nó con ốc này lại, kéo thật căng như các anh chị nhé, lấy tay kéo thật căng và chúng ta thử như này và lên thử đề. Đây, trong trường hợp này bấm một cái nó vẫn chưa lên, là dây chưa đủ căng nha các bạn nhé. Đấy, nó như này này, đấy lên đề mà nó vẫn chưa đủ căng này. Đấy, là do dây vẫn chưa căng. Thì một là chúng ta có thể căng dây ở đây, hai là chúng ta có thể trên tay đề. Hợp đó thì dây nó chưa đủ căng thì chúng ta vặn này ngược chiều đồng hồ khoảng 1-2 vòng. Đấy, vặn 1-2 vòng thôi các bạn ạ. Đấy, vặn 1-2 vòng thì chúng ta sẽ, sau khi vặn 1-2 vòng đấy chúng ta thử bấm này, bấm một phát nó lên này, từng cái một nó lên như này là ok. Nếu mà vẫn chưa ok nữa chúng ta vặn thêm 1-2 vòng nữa là được. Đó là rất là đơn giản về cách chỉnh cái dây đề này nó căng hay trùng. Đây rất là đơn giản nhé các bạn, thì nếu mà có nhu cầu gì mà chưa thắc mắc chưa hiểu thì hãy trực tiếp cho mình inbox cho mình nha.